Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt anh chị đây đó là chiếc Hyundai Stargazer, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và một chiếc xe đây là gọi là trong phân khúc gầm cao 7 chỗ MPV, động cơ 1.5 dẫn động với cầu trước và hộp số chuyển động là CVT, dây đai kim loại. Thì trong video này em xin phép cập nhật chính sách giá của Stargazer cho anh chị có thể lựa chọn được. Theo cá nhân em đánh giá thì Stargazer nó là một chiếc xe giá tốt trong khúc xe 7 chỗ MPV, là một đối thủ cạnh tranh của Expander, của Toyota Veloz. Và trong phân khúc thì giá của Stargazer luôn là tốt nhất. Thì các phiên bản bên em sẽ có 4 phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì giá đã biết của bản tiêu chuẩn ở đây, đó là Stargazer bản tiêu chuẩn giá niêm yết là 575 triệu, nhưng hiện tại chính sách của nhà máy và đại lý được giảm rất sâu cho quý khách hàng. Giờ giá xe chỉ còn khoảng hơn 500 triệu và những cái phụ kiện đi kèm cho quý khách đó là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, bên em bảo hành cho quý khách hàng 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da. Đó, đây bản tiêu chuẩn giá chỉ hơn 500 triệu và lăn bánh tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì chỉ rơi vào khoảng chưa đến 600 triệu, khoảng 575 đến 578 triệu đó. Stargazer thì anh chị có thể xem qua bên nội thất. Nội thất bên trong thì có khoang hành khách phía trước rất là rộng rãi, kèm những cái hộc để đồ thiết kế khoa học và trẻ trung. Anh chị có thể thấy là chiếc vô lăng được tích hợp rất là nhiều phím chức năng. Đây là bản cao cấp, cho nên sẽ được tích hợp rất là nhiều bản đặc biệt ạ, em xin lỗi, sẽ rất nhiều phím chức năng như là làm thoại rảnh tay, rồi gói dạng tốc độ, cũng như là hệ thống đèn tự động, gạt mưa tự động. Cần số thì đó là cần số giống Tucson phiên bản xăng tiêu chuẩn và dầu tiêu chuẩn. Chế độ lái thì chúng ta sẽ có ba chế độ lái là Eco Power, Eco Sport và Comfort. Điều hòa của xe thì đây phiên bản đặc biệt cho nên vẫn điều hòa chỉnh cơ, còn phiên bản cao cấp sẽ là điều hòa tự động. Ghế xe rất là êm ái với cái da là được đục lỗ, da lỗ cho cái cảm giác ngồi thoáng. Và đặc biệt là hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai, đó là một không gian rộng với độ ngả lưng ghế có thể điều chỉnh được. Và cũng có hai cổng sạc phục vụ cho việc giải trí cũng như là sạc thiết bị điện. Chúng ta sẽ có thêm những cái hộc để đồ hàng ghế thứ hai ở cánh cửa rất là tiện lợi. Dàn lạnh ở hàng ghế thứ hai cũng được thiết kế khoa học, có thể điều chỉnh được bật tắt. Ở hàng ghế thứ ba thì được gập phẳng thì tạo cho anh chị những cái không gian để đồ, để hành lý, cũng như là ghế có thể dựng thẳng lên để chở được số người tối đa là 7 người trên những cái chuyến hành trình mà anh chị muốn đi, 7 người hoặc là 5 người để mang vác thêm những hành lý. Thì cá nhân khách hàng bên em lái thử thì đánh giá Stargazer có cảm giác lái tốt hơn Expander, tốt hơn Toyota Veloz. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này dẫn động với hộp số CVT dây đai, và xe Hyundai bao giờ cũng vậy, có cảm giác lái sẽ đầm chắc hơn các đối thủ trong phân khúc. Đấy là em khẳng định là như vậy. Em có thể mời anh chị qua Hyundai Bắc Ninh để lái thử và trải nghiệm Hyundai Stargazer. Thì anh chị quan tâm đến chiếc xe này xin mong liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.